Xin chào quý vị và các bạn. Âm ly đời nông 890DG là một trong những model ở phân khúc bình dân bán chạy nhất hiện nay. Ngoài vẻ đẹp rực rỡ của nó, âm ly đời nông 890DG còn cho chất âm rất hay, rất tuyệt vời. Đặc biệt, âm ly này còn tích hợp bộ giải mã DAC nên rất thuận tiện cho người dùng trong việc kết nối tín hiệu bằng đường quang học từ TV hoặc thiết bị mạng khác. Nghe em hát câu những ca tâm mà lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào đông. Âm ly đời nông 890DG rất dễ phối ghép với các loa nghe nhạc của Nhật, của Mỹ. Nếu quý vị có nhu cầu tìm mua âm ly đời nông 890DG, xin mời đến Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Điện thoại 0984 285 477. Âm ly 890DG của đàn ông hiện đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 18.500.000 đồng. Ở đây tôi đang ghép âm ly đàn ông 890DG với chiếc đầu CD cùng hãng đàn ông 1650GL. Hình thức của chiếc đầu và chiếc âm ly này rất giống nhau ở bề ngoài, đều là màu vàng chanh, hai hồi gỗ piano màu mận chín, kích thước chiều ngang bằng nhau. Hiện nay tôi đang dùng đường xuất âm bằng đường quang học của chiếc đầu CD kết nối với đường optica qua bộ giải mã DAC đang có sẵn trên chiếc âm ly này. Chiếc đầu CD đàn ông 1650GL đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 12.200.000 đồng. Chất âm ngọt ngào của khúc ca được thể hiện bởi cặp loa Bose 242. Cặp loa này đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 22.000.000 đồng. Bao nỗi nhớ những từng nụ cười nay thơ thương mơ.
đâu.